Sau 6 năm, em gái Quang Bi Tuấn Anh vẫn đẹp xuất sắc, vóc dáng miễn chê dù đã làm mẹ. Sau 6 năm ngày mất, cuộc sống hiện tại của em gái Quang Bi Tuấn Anh đã có nhiều thay đổi, đặc biệt nhan sắc của cô cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Vậy là đã 6 năm kể từ ngày mất của nam ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh, sự ra đi của anh chính là mất mát lớn, không chỉ cho làng giải trí mà còn cho những ai yêu mến hâm mộ chàng ca sĩ trẻ tài năng. Và hơn hết, mẹ và em gái của anh Quang Bi Tuấn Anh chính là người đau đớn khôn cùng vì chứng kiến người thân yêu ra đi về cõi vĩnh hằng. Sau 6 năm, cuộc sống của mẹ và em gái Quang Bi Tuấn Anh đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là em gái Quỳnh My. Không còn là cô gái nhỏ nhắn ngây thơ nữa, Quỳnh My giờ đây đã phát triển sự nghiệp kinh doanh và lập gia đình riêng. Dù bận rộn và đã làm bà mẹ một con, nhưng ngoại hình của Quỳnh My không hề thua kém bất kỳ hot girl nào. Quỳnh My được nhận xét là xinh đẹp không kém gì con gái Hàn Quốc. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 6 năm ngày mất của anh trai. Khi Quang Bi còn sống, cô cũng từng tham gia diễn chính trong một MV của anh trai và nhận được nhiều lời khen ngợi. Thế nên tên tuổi của Quỳnh My không quá xa lạ với khán giả Việt. Nhưng Quỳnh My không đi theo hướng nghệ thuật, lấn sân vào showbiz mà quyết định rẽ sang kinh doanh. Quỳnh My thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên mẹ. Sau 6 năm, có lẽ tất cả những sự đau buồn đã ngủ yên trong quá khứ. Mẹ của Quang Bi cũng đã mở một quán ăn theo ý nguyện của anh. Quỳnh My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và có khuôn miệng cười rất giống anh trai. Tháng 4 2017, em gái Quang Bi Tuấn Anh chính thức lên xe hoa sau thời gian dài hẹn hò. Được biết cô và ông xã quen nhau qua một người bạn chung giới thiệu. Thời gian dài sau đó, cả hai chính thức hẹn hò và kết hôn. Hiện tại, gia đình nhỏ của Quỳnh My đã chào đón một thành viên mới là cậu bé Khấu Khỉnh. Dù vậy, nhưng nhìn nhan sắc của cô nàng chẳng khác gì thời còn son rỗi. Quỳnh My lên xe hoa vào tháng 4 2017. Quỳnh My đã tìm được một người có thể lấp đi chỗ trống Quang Bi Tuấn Anh để lại cho gia đình. Hai vợ chồng rất thường xuyên đi du lịch. Cặp đôi được đánh giá là trai tài gái sắc và cực kỳ xứng đôi. Dù đã là bà mẹ một con nhưng Quỳnh My vẫn trẻ đẹp như thời son rỗi. Không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét đẹp cuốn hút. Cùng cưới một ngày, không gian tiệc cưới của Lê Hiếu và Võ Hạ Trâm đối lập nhưng đều hoành tráng. Vừa qua ngày 14 tháng 1, showbiz chào đón nhiều tin vui, trong đó nam ca sĩ Lê Hiếu và Võ Hạ Trâm đều tổ chức đám cưới ở những địa điểm sang trọng với không gian trang hoàng lộng lẫy theo phong cách khác nhau. Hai nghệ sĩ trong showbiz Việt là Lê Hiếu và Hạ Trâm đều quyết định tổ chức đám cưới vào hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai lựa chọn những địa điểm sang trọng nổi tiếng tại trung tâm quận nhất để đãi tiệc trong ngày quan trọng của cuộc đời. Được biết, đám cưới của hai nghệ sĩ đều có sự tham dự của rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Lê Hiếu chọn tông trắng hồng trang nhã để trang trí cho tiệc cưới, còn Hạ Trâm lại chọn tông màu đỏ vàng nổi bật rực rỡ. Lê Hiếu thu trang. Ngay từ sớm, Lê Hiếu và bà xã đã có mặt để chuẩn bị đón khách. Lê Hiếu diện vest lịch lãm, còn cô dâu quyến rũ trong chiếc váy ren xuyên thấu bó sát để lộ đôi vai trần. Bà xã tương lai của Lê Hiếu sở hữu khuôn mặt thanh tú, không kém cạnh gì bất kỳ tình cũ nào của nam ca sĩ trước đây. Cô không hoạt động trong giới nghệ thuật, có ngoại hình xinh đẹp và được khen có tài kinh doanh. Sinh năm 1990, thu trang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện là quản lý một số tụ điểm vui chơi của giới trẻ ở Sài Gòn. Lê Hiếu cũng thường xuất hiện bên bà xã tương lai trong một số sự kiện do cô tổ chức. Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, hai người đã hẹn hò kín tiếng khoảng một năm. Mối tình hiện tại là cuộc tình đầu tiên được nam ca sĩ đưa vào vòng riêng tư, không công khai với công chúng. Võ Hạ Trâm, chú rể người Ấn Độ. Võ Hạ Trâm cùng ekip thiết kế tiệc cưới đã họp ý tưởng nhiều lần. Vì hôn phu là người Ấn nên cần màu sắc như mưa phải. Cô chọn tông màu chủ đạo là đỏ vàng để toát lên sự nồng nàn ấm áp, quý phái phù hợp với độ tuổi và sự thành công của hai người. Nữ ca sĩ thích pha lê kim cương nên những phụ kiện như đèn, dây pha lê được kết hợp bên sắc hoa.
Lê Hiếu và vợ doanh nhân 9X tức bực đón tiếp dàn khách mời khủng tại tiệc cưới. Lệ Quyên, Quang Dũng, Lam Trường, Eric, Đức Phúc và đông đảo sao Việt đã đến tham dự tiệc cưới của Lê Hiếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của Lê Hiếu với vợ doanh nhân 9X đã diễn ra vào tối hôm qua tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ chọn tông màu trắng hồng lãng mạn để trang trí không gian bữa tiệc. Lê Hiếu lịch lãm điển trai cùng bộ vest đen, còn cô dâu Thu Trang xinh đẹp quyến rũ trong chiếc váy ren đính kết cầu kỳ. Cả hai có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức tiệc cưới để đón tiếp khách mời. Trước đó vào buổi chiều cùng ngày, hình ảnh Lê Hiếu diện trang phục quần jean áo thun giản dị, đội mũ lưỡi trai chăm chú tập kịch bản đám cưới được hé lộ. Bà xã tương lai của Lê Hiếu sở hữu khuôn mặt thanh tú, không kém cạnh gì bất kỳ tình cũ nào của nam ca sĩ trước đây. Cô không hoạt động nghệ thuật, có ngoại hình xinh đẹp và được khen có tài kinh doanh. Sinh năm 1990, Thu Trang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện là quản lý một số tụ điểm vui chơi của giới trẻ Sài Gòn. Lê Hiếu cũng thường xuất hiện bên bà xã tương lai trong một số sự kiện do cô tổ chức. Đám cưới của Lê Hiếu và Thu Trang có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Cùng ngắm nhìn dàn sao khủng đến chúc mừng nam ca sĩ và vợ doanh nhân. Dàn sao Việt nô nức đến dự tiệc cưới của Võ Hải Trâm và ông xã người Ấn Độ. Dù đây là tuần đầu bận rộn, nhưng các nghệ sĩ vẫn dành thời gian đến chung vui trong ngày ý nghĩa của Võ Hải Trâm và Vishka. Sau những lận đận trong chuyện tình cảm, Võ Hải Trâm khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu tiên công khai hình ảnh về bạn trai doanh nhân người Ấn Độ. Được biết, bạn trai của Võ Hải Trâm không hoạt động trong showbiz, anh là người nước ngoài và là một doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Khi tình yêu trong cả hai đủ lớn, họ quyết định sẽ làm bạn đời của nhau. Khi hoàn thành xong các nghi thức tại nhà gái, thì vừa qua cặp đôi đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại khách sạn sang trọng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khá nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đã đến chung vui cùng đôi uyên ương. Hai vợ chồng, nữ ca sĩ và gia đình có mặt khá sớm để đón tiếp các khách mời. Vợ chồng Lê Phương Trung Kiên diện trang phục giản dị và đến sảnh cưới khá sớm. Hòa Minzy diện bộ váy đỏ rực. Ái Phương khoe nét gợi cảm trong chiếc đầm đỏ rực rỡ. Tiêu Châu Như Quỳnh tươi tắn đến chúc phúc cho đồng nghiệp. Ca sĩ Hồ Trung Dũng bảnh bao với vest trắng. Lâm Nhã không thể thiếu trong buổi tiệc mừng cô em gái thân thiết về nhà chồng. Hoa hậu Kim Nguyễn. Á hậu Ninh Hoàng Ngân lẹ bóng đi dự tiệc. Đạo diễn Trần Vi Mỹ. Sau những lận đận trong chuyện tình cảm, Võ Hải Trâm khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu tiên công khai hình ảnh về người bạn đời gốc Ấn Độ. Ai cũng vui mừng vì cô đã có được chỗ dựa cho mình và rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như các fan đã gửi đến nữ ca sĩ trong ngày hôm qua. Nam em làm hàng Nga giải cứu thế giới trong Táo Quân Kỷ Hợi 2019. Trong vai diễn này, nam em thu hút mọi sự chú ý bởi diện mạo xinh đẹp và thần tiên tỷ tỷ. Dường như sau một thời gian nhận được hàng loạt góp ý của khán giả, nam em đã tích cực giảm cân và nhận lời mời đảm nhận vai diễn hàng Nga trong Táo Quân Kỷ Hợi 2019, Chuyển Động Ông Trời. Đảm nhận vai diễn hàng Nga trong Táo Quân năm nay, nam em quyết tâm giảm cân và lột xác ngoạn mục, được biết cô đã giảm hẳn 5kg trong gần một tháng. Trong vai diễn này, nam em thu hút mọi sự chú ý bởi diện mạo xinh đẹp và thần tiên tỷ tỷ. Trong ảnh là loạt khoảnh khắc nghỉ giải lao bên cạnh diễn viên Hữu Tín sau thời gian tập luyện căng thẳng. Dù chỉ mới chân ướt chân ráo tham gia lĩnh vực diễn xuất, cụ hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long lại khiến người xem thích thú bởi lối diễn xuất tự nhiên pha chút tương tự gắn mát nam em.
Cô còn hài hước cho biết mình sẽ đơ và điên hết cỡ, đúng với tính cách của cô khi diễn vai Hằng Nga trong Táo Xuân năm nay. Cô nhanh chóng hòa nhập với dàn diễn viên hài Quốc Khánh, Dương Thanh Vàng, Võ Tấn Phát, bộ đôi tiên nữ và liên tục tung chiêu khiến người xem không khỏi bật cười. Nam diễn viên hài được yêu thích thời gian gần đây Quốc Khánh sẽ đảm nhiệm vai Thỏ Ngọc ngoại cỡ. Nhân vật Thỏ Ngọc trong Táo Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ là nỗi khiếp sợ cho các nhân vật khác, kể cả chủ nhân Hằng Nga. Bên cạnh nam em vào vai Hằng Nga, Táo Xuân năm nay chào đón sự trở lại hoành tráng hơn của ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng, vai Ngọc Hoàng, chị Tư Cẩm Ly vai Thiên Hậu cùng bộ ba nhà Táo gồm Đại Nghĩa Huỳnh Lập Khải Như và những cái tên hoàn toàn mới như Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vi. Táo Xuân Kỷ Hợi 2019 Chuyện Động Ông Trời sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long lúc 20 giờ đêm giao thừa ngày 4 tháng 2, 2019.